Peter và Levi Test thì cũng là làm đọc hiểu với đại dịch vậy thôi. Mà dịch Anh Việt, không có dịch Việt Anh, không có dịch lo. Tất nhiên là không phải sử dụng tài liệu và tài điển. Không sử dụng. Không được sử dụng. Sử dụng nói gì nữa. Và các vấn đề mà mình học có bao nhiêu buổi ta? 9 buổi đúng không? Đây mình chỉnh 9 buổi. Và mỗi buổi nhiều tiết. Mỗi buổi là 5 nhiều tiết. Trên một buổi gặp nha, thì mình tổng cái buổi làm tiết. Để chuyên cần attendance. Đây là the absent, absent, vâng. Có một buổi, thêm mất, hai buổi, hai. Ủa nó sang lên Linh luôn á. Ủa Linh vừa thường nào đó học chung với chị đúng không? Cái lớp này cứ làm như thế nào? Lớp tùng. Em có nhầm nhầm không khổ đi. Không sao chị ấy đưa lấy cái gì à? Victor, tài liệu dự kỳ. Tài liệu 30%. Nó sẽ có 3 cộng điểm ha. Thế thì bây giờ là 3 cộng đó. Đối cho mình. And then we take the average. Take the average. Cái cầu cuối á. Là cầu là bài test. Bài kiểm tra. Mình sẽ làm vào cái buổi thứ 8 ha. Buổi thứ 8. Là tôi đem về đến đất địa là buổi chết là buổi cuối cùng. Tăng 10 mấy ký rồi. Tăng 10 mấy. Thế thì sẽ có kiểm tra miệng ha. Oral test. Các bài đầu giờ thì mình sẽ được học 3 rồi đó. Đây là thuyết trình. Có thuyết trình chứ. Thì mình không có nói nhưng mà phải có thuyết trình. Cái này là thuyết trình theo nhóm. Theo nhóm group. Đây mình sẽ có 7 nhóm trước mình chia nhóm liền luôn. Cái audio test audio là kiểm tra miệng ha. Đầu giờ sẽ có 6 bài để kiểm tra ha. 6 bài đó là ngẫu nhiên. Mình sẽ dựa vào danh sách ngồi đại hứng máu của một bữa nào ngồi bữa đó gì nè. Nói chung là đầu giờ vô 6:10 sẽ được lên ngồi trên đây bài ngẫu nhiên kiểm tra bài cũ chúng ta tự vựng đây không có làm gì khác. Cái một cái này nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là tôi lấy điểm cho các anh chị vì cái điểm này nè vừa có thể không cao, cái này để gỡ điểm ha. Rất là dễ dễ đó. Dù như bữa trước học 40 từ đi. Cái ngày trước đó học 40 từ. Nó có thể dạy các chị học. Chỗ nào thì tôi bắt các chị lấy cái highlight. Đúng giờ quen ta to hết. Thì mình học 40 từ. Thì đầu giờ nó sẽ kiểm tra 20 từ. Kiểm tra dễ lắm, tôi sẽ chiếu từ vựng ra. Ví dụ tôi chiếu chữ recall, thu hồi vậy ha. Đó. Chứ tiếng Anh các chị sẽ ghi lại tiếng Anh. Rồi ghi tiếng Việt vô. Rất đơn giản. 20 từ. 10 điểm. Đa số các vị lớp khác hay là khóa trước thì cái phần này ta được 8-9 điểm không ạ? Mình không lo. Ủa thứ nhất là nói rồi ha, là giúp chúng ta có một điểm để gỡ vào mấy cái điểm còn lại. Thì càng nhiều khổ thì mình càng khỏe. Rồi, mục đích thứ hai của cái việc auto test là giúp ta học từ vựng. Ta học từ vựng thì thi cuối kỳ nó sẽ rất là dễ cho chúng ta. Tại vì từ vựng là cái quan trọng nhất ha. Grammar không quan trọng bằng chủ yếu là từ vựng thôi. Thì 60% chúng ta chỉ làm một bài duy nhất nha. Đó là bài test vậy thôi. Thì nếu không thuộc từ thì sao làm được bài thuộc từ vựng mình giải quyết được 60-70% nội dung của cái test đó. Rồi nha. Thì mình bắt đầu từ của hôm sau và tiến hành cái này luôn. Vậy chia ra chúng ta chỉ có 7 buổi để kỹ
kiểm tra auto test đúng không? Hôm nay là bỏ, buổi cuối là bỏ, buổi cuối là để dành dự phòng, buổi thứ 9 ấy, dành dự phòng dành cho mấy bạn nào kiểm tra hai lần mà vẫn được 2-3 điểm thì kiểu số may mắn của mình đó, thì nó bỏ thì dành buổi cuối nha, để thay đổi cuộc đời nên trường hợp đó. Rồi đây là xong ha, dứt điểm chuyện này. Chúng ta presentation nhớ chúng ta sẽ chia làm 7 nhé. À, chúng ta sẽ chia, chúng ta sẽ quay lại cái này sao? Rồi cái này, hình thức này với này thì nó hơi giống giống nha, nó hơi giống giống. Thì nói chung cả, tôi sẽ nói này trước. Đây cái gì ghi chú rồi tôi sẽ hỏi hỏi. Thi cuối kỳ, 100% tôi là người chấm điểm. Thì sẽ có 5 phần, còn ra đề để thi lấy từ ngân hàng đề test bank lấy từ ngân hàng đề thi. Đề thi nó có mấy chục cái, nó bóc các phần máy tính nó trộn nha, máy tính trộn chứ không phải là in sẵn 15 cái đề tới ngày nó bóc đại cái các bạn, máy tính trộn trộn đề lại. Rồi nó sẽ có các phần sau đây, có thể là phần true false đúng sai, phần blank filling đi vào chỗ trống. Đúng sai là biết rồi đúng không? Mình học mấy không kỳ trước biết. Giờ ta cho cái đoạn đọc khoảng 20 dòng, ta cho mình 8 câu. Thì câu là đúng với đoạn đọc đó thì mình biết chữ true. Hoặc là sai mình biết chữ F. Rồi đi vào chỗ trống và ta cho cái đoạn đọc liên quan đến kiến thức chuyên ngành của mình. Người ta đủ 8 lỗ như vậy. Thì cái blank filling này nó có vài cái mức độ khó tùy theo cái mức độ ăn ở của mình với giáo viên đứng lớp. Nếu mà nó tốt thì mình sẽ vô tình mình ra được cái dạng blank filling dễ. Cái dạng này mình không có biết dễ nhất đó là 8 chỗ trống mình cho sẵn 8 từ. Cái gì hiểu ý không? 8 chỗ trống, cùng 8 chỗ trống có sẵn 8 từ. Nó là cái dễ, cái easy, vậy là cái dễ. Dạng số 2 là 8 chỗ trống mà cho 10 từ là sẽ cho dương từ. Nó là hơi khó chút xíu. Và cái gì chỗ trống thứ ba là gì? Không cho từ nào hết. Từ nghĩ ra đi. Sao phải hát mê gì? Nhưng mà đa phần sẽ là dạng số 2 ha. Cái dạng mà số từ nó nhiều hơn được không? Rồi, còn dạng cuối xui dữ lắm rồi nè. Rồi phần số 3 có thể là matching. Cái gì lưu ý phần này phải có thể được chắc chắn sẽ ra bằng này. Matching những ngân hàng đời tôi đang tôi với người đúng không? Số 3 là matching, matching definition ha, chúng ta có một định nghĩa. Có nghĩa là cho một từ ví dụ cái gì con, rồi ta tìm kiếm đi, ví dụ cái gì đấy vậy? Chắc xin gì? Lá dừa rồi như vậy. Thì bên đây người ta sẽ cho mình hai định nghĩa. Mình nó không theo thứ tự mà như một mình là mass mà cho nó đúng vậy thôi. Thường là các định nghĩa một bên là từ, bên đây là định nghĩa dài đấy. Thứ tư sẽ là questions and answers. Cho bài đọc cũng khoảng 20,000 như vậy, 8 câu hỏi trả lời 8 câu phải ghi cho nó lời ra cái gì và lưu ý câu đó là định nghĩa ngắn ha. So answer. Và dạng cuối cùng dạng này hay lắm, chấm dạng là ngồi trên bài cười không đó là dịch translation. Tất nhiên là mình sẽ dịch English, Vietnamese, Anh Việt đó. Chắc bây giờ là vui nhất. Dịch 8 câu, đại khái là 5 phần, mỗi phần chỉ có 8 câu thôi. Tổng là 40 câu hỏi. Chứ chị sẽ thi trong phòng phòng như vậy. Mỗi người dạy ngắn tại đây và làm thẳng hết được. Và thời lượng thời gian thi là 1 tiếng. Sau tiếng cuối kỳ. Thế thì cái gian đó là cái tiếng 9 buổi đó. Dù khi có ngày nào nói là trời là học lúc 2 buổi một tuần cũng chừng. Thi tới nơi luôn á. Cái học kỳ tiếng Anh trước có bị ai bị vướng lại gì không? Không thầy, do ăn ở nên không có bị thầy. À, ăn ở tốt.
xuống dưới. À. Bây giờ ta quay lại cái này. Tìm cho cái địa chỉ nhớ của tôi đi ha, 7 nhớ.